cái việc khác hơn nữa. Vì thế không phải là theo physiotherapy nó chữa tê liệt mà hỏi lúc nào phải chữa áp huyết. Áp huyết tốt thì tất cả mọi cái là đều hoạt động tốt. Thì bây giờ tay chân rất mềm mại. Áp huyết bây giờ 136. Thấy không? Áp huyết 136. Bây giờ này. Bây giờ muốn cho áp huyết xuống nữa mà cho thông cái máu này, thay vì chúng ta bóp, chúng ta nắm không biết ở đường bóp ở đâu hết. Thế bây giờ này, mình bấm, mình dùng máy ép cái máu, rồi trong khi đó hít vào nắm thật chặt, nắm vô, hít thật chặt, nắm thật chặt, đó tay có sức rồi đó, tay sức mạnh, thật mạnh, thật mạnh, đó, rồi buông, buông, buông tay ra, buông tay ra, à khoan, chờ chờ, cứ để từ từ rồi nó mở ra rồi, nhé. Bây giờ mình ép như vậy đó là làm cho nó, làm cho tay của nó bị máu nó ép vô đây. Bây giờ muốn mở tay nè, thành ra mình dùng cái máy ép đang ép máu ra, nó ra rồi đó. Bây giờ muốn mở tay nè, bất cứ mở tay ra thì dễ lắm, cầm cái ngón nào cũng được, bấm bấm mạnh vô thì nó nhả ra, không tự nó nhả ra, nhả ra, tự nó nhả ra, tự nó kéo vào, bốn một cái người ra mở ra, tự nó kéo vào, đấy, tự nó kéo tay vào đó, đấy, tự nó kéo lên, đó, đó. Và thế là tự nó nhả ra luôn rồi đó. À không, dạ hay quá. Xong rồi. Các thầy ơi. Các thầy ơi. Bỏ tay xuống. Rồi, để tay lên. Đó, đó vậy thôi. Lên, lên. Một, hai, đây, kéo lên. Kéo để lên ngực. Hai, để bỏ xuống. Hít để lên ngực. Đó. Bình tĩnh, để nó lên gầm. Hít một cái vứt lên. Rồi, thở ra buông xuống. Hít. Buông. Rồi xong, mở ra. Thế nhưng muốn tay mở, đừng có nắm kéo, càng kéo ra nó lại càng dịch vào. Dạ. Mày muốn vào, tao cho vào, nó để sợ, tôi đi ra, tôi đi ra, tôi đi ra. Dạ. Dạ. Có phải chị bệnh không? Dạ, tôi đem lại ngồi, ngồi chè, tôi xuống. Có phải cho cái anh đổ ngọt, đổ nước rồi đổ lên mặt. Cảm ơn. Dạ. Quay thầy cơ mà. Đừng có quay mặt tôi nữa. Thầy không cho thầy, xin lỗi. Thầy em có gì là đây? Ở đây chứ chẳng đi điện, có cái chị ấy. À, biết rồi, chỗ chỗ cô cùng một cái đúng không? Cô đã được mời được rồi, cho thầy được mời được. Cho thầy. Ồ, cho thầy. Thế mời ngồi chờ, không lỡ đưa bị liệt cũng nữa. Dạ. Mời ngồi. Thầy, cái tay này nó không có duỗi, nó không có thành nó duỗi, nó không có tự đập được. Thì đây này, đây là con tay này, bởi vì á, kết quả là tay y cho anh uống thuốc canxi nhiều quá, anh bị cây vô, tức là anh bị đóng máu ở trong, đóng vôi trong máu, thì cái máu nó không thông nữa. Một mặt trong thuốc hạ huyết, một mặt là uống thuốc vôi để trị xương, thì áp huyết sẽ lên và sẽ đứt mạch máu não. Thành ra tây cho uống thuốc áp huyết là một, cuối cùng con đường của mình vẫn là tê liệt, không ai thoát khỏi. Và trốn thuốc canxi là một con đường dẫn tê liệt, là cái thứ hai, hai con đường tê liệt. Đó, bây giờ đó sau khi châm rồi á, là áp huyết khoảng 129. Xuống. Đó. Xuống. 142, mình ngay 146. Dạ. Bây giờ nó xuống rồi. Đó, bây giờ chỉ tập thôi. Đó, bây giờ chúng ta bảo đảm chúng ta chữa bệnh mà áp huyết sẽ không lên nữa. Nếu mà lên nữa thì anh này lại bị tê liệt nặng hơn. Nếu vậy thì tập. Phải tập. Bây giờ tập dễ lắm, gì khó. Này, bây giờ nhé. Cái này vứt thôi. Còn cái này vẫn để nguyên. Để cây này là thi kim của anh ấy. Sau khi lấy kim ra, gắn đầu này nó vứt đi. Rồi còn phải châm chân nữa. Tại vì tê liệt á, muốn vứt chữa bị tê liệt á, ở trong nhà cần phải có cái bút châm. Bút châm tiểu đường thay cho châm chú, bất cứ bác sĩ thường cho một cái gì chứ không phải là Ngọc Dung, nó là máy đo đường thì nó mua nguyên cả bộ máy đo đường, thì còn có cái này nè, gồm có một cây thử đường. Bây giờ tôi thử đường luôn cho quý vị coi.
Đây này chị Dung, tôi chỉ cho chị cách sử dụng luôn. Đây chị Dung, này nhé. Đây là cái hộp kim, đây là cái thử đường, chị cắm vào đây, nguyên bộ đấy. Đó, nó lên con số, nó trở lại zero, nó ra cái này. Và bây giờ chúng ta cắm một cái vào đây, rồi chúng ta nặn máu, vừa một giọt máu ra, châm cái đầu này vào đây. Đó, thế là chúng ta biết đường của ông này bao nhiêu. Vì thế gọi là cái đường này rất tốt. Đường này 5.7. Yeah. Đường dưới 6 là tốt. Yeah. Vì thế mà khi chúng ta ăn tương, đường nó lên 11. Yeah. Nhưng mà sau 2 tiếng đường nó trở xuống 6, thế là người chúng ta không bị tiểu đường. Nhưng mà ăn cơm lên đường nó lên 11-12. Sau khi ăn cơm rồi chiều đo vẫn cứ lên 11-12, thế là chúng ta có mắc bệnh tiểu đường. Thì sau khi mà chúng ta tập thì chúng ta còn có dưới 6 thì chúng ta không bị tiểu đường. Thành ra mượn cái kim này thì cái kim tiểu đường này là mỗi người một cây xong rồi dùng đi. Thành khi mình ra tiệm mình khai thành nó bán cho mình cái cây đó. Nếu không thì mình ra tiệm mình mua đi một cái hộp. Một hộp gồm có 100 cây hay là 50 cây kim. Mình cầm cái kim này tự mình châm lấy, nhưng mà châm lấy thì ngại lắm, sợ lắm, thì cầm cái kim tháo đầu ra, cầm này mà chọc vô thì mình ngán. Vì thế mình giấu nó vào trong cái bút, vì thế mình giấu nó vào trong cái bút này, mình châm nó giấu trong bút, mình bấm một cái, bấm nó tạch cái nó châm rồi, bệnh nhân không có sợ. Dạ. Thành ra mình tháo vào châm. Thế bây giờ chúng ta châm cái tay rồi, ngón tay rồi. Bây giờ nè. Bây giờ người nhà phải tập nhé. Trên nguyên tắc cái cổ tay và cái cánh tay. Chúng ta đè cánh tay đè xuống thì tay nó giãn ra, tay nó mở ra nè, con này. Đó, tay nó mở ra nè, thấy chưa? Nè. Hãy nhớ nhé. Thấy tự động này. Đè vào cánh tay này thì cái bàn tay sẽ mở ra. Đó, tự động này. Đó, đè xuống, đó nó mở ra. Tôi muốn đóng vào nhé, đè cái này vào tự động cái tay đóng vào. Đè cái này tự động cái tay mở ra. Đó, cái tay mở ra. Thế bây giờ này, hít vào thì nắm vào, hít. Rồi thở ra mở ra thì mình chú nó mở ra. Mở tốt ra. Đó, mở tốt ra thì nó mở ra. Đó, hít vào, nắm, mở ra, thở ra. Đó, thở ra, mở ra. À, sau khi mở ra rồi, bây giờ muốn cho mở luôn, cầm thế này, dây, cái đầu, ngón tay, mỗi một cái là dây, 6 lần, 1, 2, 3, 4, 5, đó, theo tay ngon lành chưa? Tay ngon lành rồi, đâu cần cũng không mới đâu. Thì như là đây là bàn tay xong, về tới cùi chỏ. Nắm này, thở ra để giảm đau, đó là nguyên tắc từ sáng dậy rồi, cứ thở ra giảm đau, thở, rồi bỏ tay sau gáy, đó, rút tay ra. Bỏ hết tê liệt rồi. Giờ bỏ gãy nha, không có cầm gãy. Chúng ta làm lại nè. Bây giờ cái tay nó cứng thì cái tay trên 53. Đó, không phải trên 53. Chúng ta bấm vào cái tay trên 53 phải bấm vào thế này. Xích chặt khúc chặt. Rồi, chúng ta đè xuống, đè mạnh thở ra. Đó nó giãn cái cùi chỏ ra đó. Rồi. Rồi, nâng cùi chỏ lên. Rồi, nâng lên. Đó, xoa tay ra. Rồi, đó được rồi. Rồi, bây giờ nè, muốn cho khỏi đau, thở ra nâng lên. Hít. Thở.
hít thở, hít thở. Rồi bây giờ hai tay giúp nhau đan lại với nhau, cái tay mà nó co vào này đừng có nhét thành chim mất công, nó mày muốn co tao cho mày co luôn, nó sợ quá nó bành ra, mày nó sợ nó bành ra. À, thế là bắt đầu để tay vô, để tay vô. Rồi thở, hít thở, hít thở. Đó, tay lành chữ dùng tay quà, tức là hai đứa dùng dục cùng dắt ra đi chơi chứ phải không? Xong rồi. Bất cứ bấm khóa nào, đây này, đây tôi thí dụ này, tôi để này, tôi chỉ bấm một cái con nút thôi, bấm vô một cái đó, là các tay nó thẳng ra luôn, đó, nó sợ nó xè ra luôn, đó, thế là xong, rồi, bấm giật cái đằng sau, thế nó mở ra hết, đó, nó mở ra hết, này, bấm một cái này, nó mở ra hết, thế là tự nhiên tay thẳng quăng này, rồi, sỏ tay vô, hai tay sỏ vô. Rồi, thở. 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 Thở như vậy nhé, phải tự tập với tay chân nó dẻo lại. Và cứ làm nhé. Đừng có trả giá, thì phải tập mấy cái. Tập bao giờ tay nó hết nào không? Đừng trả giá. Cái công của thầy không biết tâm lý mật, ông mặt quá chắc là hết bệnh thôi. Dạ, tại vì em thầy, tại vì em có học võ em biết là ông thầy móc cái chân nổi ông mặt quá, ông móc mạnh lắm cái tay ông, cái tay mình dở. Tình vậy bây giờ chúng ta cũng làm như vậy, đổi cái máy sang đây. Cái chân nó khó nặng máu hơn, vì thế chúng ta phải mượn cái máy này ép cái chân lại để cho nó gọt cái máu ra. Thế là chậm trước, chậm vào đầu ngón chân. Nhưng mà đặc biệt nhất là cái ngón út phải lấy ra cho nhiều máu. Ngón út ra lấy là nhiều máu là để lấy cái máu bầm ở trong đầu mà bị còn sót lại sau khi bị vỡ mạch máu não, nó bị tê liệt. Thì cái ngón út này nó ra rất nhiều máu và ra máu đen. Đó, nó ra máu đen. Thì lấy ra nhiều máu để hạ máu ở trên đầu xuống. Và nó tắt rồi, đó, nó đã tắt rồi, bấm thấy nó không ra máu, nó đã tắt rồi. Đấy, thế là máu trên đầu cũng tắt. Này, bấm không ra nữa. Đó, lại phải ráng bấm nữa. Bấm không được nữa, thì bấm máy. Nhờ cái máy ép này, rồi bóp nó. Chỉ xíu máy lên cao bóp. Đấy, thay vì mình bóp, thì dùng máy bóp. Khi máy đang lên số cao bóp ra một cái thì nó đã vọt máu ra. Này, nó không cao rồi, bây giờ bóp ra. Đó, nó ra nữa, máu đen nữa nè. Bóp nữa nè. Bóp, cắt nó còn lại, đen nè. Bóp nó còn lại, không có máu nữa. Đen thâm nè, đó. Bây giờ còn là 114, đã xuống rồi đó. Rồi xong. Bây giờ như vậy là chân này giờ là khỏe hơn chân kia. Thầy cái chân này em ngồi trên tê khoảng chừng 15 phút thôi nó tê. Thì tê, tại vì tê là vì máu nó căng ra, nó đè ra một tháng này. Bây giờ áp huyết thấp rồi. Co chân lên. Tự tử đi thôi con. Co chân lên. Ô, chết ta. Cố gắng, lên mạng gì được. Nó may đi được rồi. Mình bỏ ban tiền thầy ra. Xong rồi. Xong rồi. Bây giờ chưa. Đây là khí mà dùng cái hệ thống giao cảm lên não. Bây giờ bắt não chỉ huy xuống này. Bấm cái động mạch háng, vừa bấm vào cái ngón chân phải nhúc nhích thì mới thành công. Đó, cái chân đó, cái ngón chân nó phải nhúc nhích. Thì sau khi bấm cái này thì ngón chân này nó mở ra nè. Ngón này chưa chịu mở nè. Chưa chịu mở. Nó tắt cái động mạch háng. Nó tắt phải giải mạch động mạch háng này. Hít thở một, hít thở hai, hít thở ba. Rồi xong nè, hai tay nắm đầu gối, hít vào mạnh, thở ra buông ra, hít kéo buông, thở hít
sau cái tập ấy, năm ngón chân ngửa ra, sau cái tập năm ngón chân này còn úp xuống, bây giờ làm sao cho chân ngửa ra, tức là ý chưa xuống được năm ngón chân này chưa biết ý chưa cử động, chút xíu sẽ cho nó cử động, bằng cách là chúng ta lại dùng khi kim, chúng ta châm tiếp, à, châm vào các khe này, một, hai, đó từ từ nó ngửa này, ba, bốn, hít. Thở, hít, thở, hít, thở. Đây là mấy cái năm. Đúng rồi, liên năm này. Đó con chân nhúc nhích á, hồi đó là chân không nhúc nhích để vuốt này nhúc nhích này nha, nó nhúc nhích này nhúc nhích được, đó là ở trong này đi xuống đây, ở ngoài đi vào này, từ đây đi vào lên trên trên này này, này. Vuốt thì nó ngửa lên này, đó nó ngửa lên này, này. Vuốt thì nó ngửa lên này, đó nó ngửa lên này, thấy không này, vuốt thì nó ngửa lên. Đó, nhìn cái chân nó ngửa lên nè, vuốt nó ngửa lên nè, nó ngửa lên rồi đó. Và bây giờ cho nó quay ra, thì mình làm giống như mấy người là người robot mà. Bây giờ mình làm nó quay ra, muốn cho quay ra thì mình cho quay ra. Dạ, con cần nó quay vô thầy. Quay ra chứ, quay vô thì là quay ra, quay ra, 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 đó là, đó là này, này, quay ra. Dạ. Thì chân đi không gặp vô nữa. Dạ. Nó là đồ mình sao nó được không? Ra. Dạ. Ra. Nó ra rồi đó. Thấy không? Dạ. Rồi chân nó khỏe rồi đó. Ok. Để không nhích rồi. Rồi. Giờ đứng lên. Đứng lên. Đi. Bây giờ chỉ cách đi này. Lên thì lên chân lành. Lên. Lên chân lành, lên, rồi, bây giờ muốn cho hai chân bằng nhau, đứng bằng nhau đi, đứng cho bằng, ngồi xuống, thẳng lưng, rồi, hai ta để chân đùi, để chân đùi, để không, đủ té, rồi, đi, đi, thở ra, cứ thở ra, đó, thở ra, tức là dùng cái lực sức mạnh của mình ép hai chân này nó dài bằng nhau, nó giãn bằng nhau. Thì tự nhiên người nó ngay là giữ nguyên nhé, ăn thua cái thần kinh này đó, thở lỏng người, thở lỏng cái thở lỏng nó giữ cho vững, cái thở lỏng rồi bỏ cái đùi, thở lỏng rồi hít vào đứng lên thở ra cong ngón chân lên đó, cứ cong lên rồi xong rồi bắt đầu rồi nhấn gót, hít vào thở ra ngồi xuống thở ra rồi cứ ngồi xuống luôn hít
thở nghỉ không có chân lên, không có chân lên. Rồi nếu được lên phương thành bên này hít không có chân lên, à nhấn gót thở ra một chút, thở ra một chút, thở ra một chút, hít đứng lên nghỉ thả chân gót xuống. Rồi hít vào nhấn gót thở ra một chút, hít thở ra nghỉ gót xuống, hít nhấn gót thở ra một chút, hít thở. Rồi đi tập bài hai, à đi lên cầu thang ha, lên thì chân phải không được vị, không được vị, lên chân phải, chân đầu phải lên, lên không được vị, lên, 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 lên. Rồi quay lại xuống chân vị, rồi bước chân vị xuống không được vị, xuống chân vị không được vị, xuống không vị, xuống đi từng bước hoặc là chậm nghỉ, nghỉ xuống nghỉ, xuống nghỉ, xuống nghỉ, xuống chân vị. Rồi quay lại lên chân mày. Cái bài tập mỗi ngày như vậy là hết bệnh, đi ngược khỏi chống gậy. Lên chân mày, lên gót nghỉ, lên nghỉ, lên nghỉ, lên nghỉ, lên nghỉ, lên nghỉ, lên nghỉ. Rồi xuống chân bệnh, lên chân lành, xuống chân bệnh đó, mày đó, à mày đó, đó mày đó, xuống khỏe rồi đó, thấy rồi đó, đó. Xuống. 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 Bây giờ nhé, bây giờ mình làm với tôi nhé, hay là mình làm với cô đẹp đẹp chút xíu, xuống dài ra, rồi xuống bằng, xuống bằng, rồi đảo lên, 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 xuống, 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 lên, lên, xuống, xuống, lên, xuống, xuống, lên, lên, xuống, xuống, lên, lên, xuống, xuống. Rồi bây giờ cách đi này, cách tập này, bây giờ bỏ thế ra, lên, xuống, xuống. Rồi bắt đầu hát này, lên 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 đã hay rồi ha. Như vậy đừng bài đó với bài khác nè. Cái điểm này thì mình biết thầy. Điểm này hả? Điểm này là nhảy đầm với này. Cha 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 ha. Cha cha ha. Bây giờ đi hai bước. Nào đứng đây nè. Nè. Tức là lên một bên cạnh, lên một bên cạnh, sau lên bên cạnh này, là lên, trên này lên, lên rồi bằng nhau, rồi lên nữa, rồi bằng nhau, rồi xuống cũng như này, xuống một bên cạnh, xuống, rồi xuống, rồi bắt đầu vừa đi vào hát nhé, nào đây là hát nào, lên 1 2 3 4 5 6 7 rồi lên 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 Rồi bây giờ hát làm ca sĩ, còn mình cô hát đàng hoàng nha. 1 2 3 4 5 6 7 Rồi hát lại 1 2 3
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Câu thứ ba là 2 lần 3 kéo dài. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Và câu có câu 4 là 7 luôn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Là bắt đầu đi nào. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nào, tôi đi được hát nào. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rồi, nhảy qua đây. Nhảy với tôi mới được nhá. Tôi lên đóng lên nè, trên này nè. Đi cha cha cha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rồi, muốn đi cho nhanh là mình phải hát. Ông không hát thì không bao giờ đi được. Tại vì cái đầu không có chỉ huy, ông chỉ bị người ta lôi kéo bảo sao làm vậy thì cái đầu. Ông muốn đi rồi đấy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rồi, cái chân này hồi nãy chân mạnh đi trước, bây giờ bắt cái chân này phải đi trước. 1 là chân này, nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Xuống chân, xuống chân bảy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rồi, bây giờ đi, đi luôn, hát con đầu tiên mà đi thật dài luôn, chứ không có, mà đi một chân bảy. Bước xuống chân phải, bước chân phải ngại. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Nó sắp thầy chúng ta phải về lại. One, two, three, four, five, six, seven.